Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ sẽ chia sẻ những mong muốn của họ như thế nào. Chàng trai của chúng tôi đang ngồi đây rồi, và bây giờ Tường sẽ ra mời cô gái vào nhé. Nghe nhạc và phải biết hát. Hát một bài phục vụ cho chương trình, như là tặng cho anh Hiếu bên này. Em hát bài thứ hai nha. Rồi, tôi chuẩn bị làm bảo mẫu luôn. Sẽ hát bài Cháu Lên Ba. Trời ơi, vỗ tay đi cho cháu ơi. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu ngoan nhất nhà. Rồi, chúc cho cô bảo mẫu được được nhận công việc nha. Còn cháu bên đây sao, cô ca vậy, nghe ổn không? Dạ ok. Dạ ok. Rồi, bên trái ngồi vô luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Mình đã vào vị trí rồi, bây giờ chàng trai sẽ giới thiệu lớn thật to rõ cho cô bạn gái bên đây có thể nghe được thông tin của mình nha. Rồi, mời bạn. Lần đầu tiên lên sóng, mình xin tự giới thiệu là mình là Trương Văn Hiếu. Dạ. Yeah. Sinh sống tại Sài Gòn, làm việc tại hãng xe Subaru Toyota quận 12. Hiếu quê ở đâu Hiếu? Quê Tây Ninh chị. Tây Ninh. Rồi, năm nay là Hiếu bao nhiêu tuổi? 39 tuổi. Bên đây là Hiếu. Rồi, còn em? Dạ, em là Lại Đình Diệp Ngọc. Em sinh năm 1983, em 37 tuổi. Em đã từng là nhân viên khách sạn, ngành du lịch. Mà dạo này dịch Covid nó xảy ra lâu quá nên em cũng đang chuyển ngành. Anh đang nộp đơn vô bảo mẫu. Bảo mẫu hả? Sao tự nhiên từ bên khách sạn qua bảo mẫu vậy? Dạ, tại vì lúc mà em làm ở đó thì cũng có dịch vụ chăm sóc trẻ mà em cũng thích mấy đứa nhỏ cho nên. Ngọc quê ở đâu? Nhà em ở đây luôn. Nhà ở đây luôn. Rồi, thế bây giờ hiện đang sống với ba mẹ hả? Dạ, hiện tại em sống với ba má em. Rồi, còn Hiếu là mình đang sau sinh sống với ai? Với mẹ. Với mẹ luôn. Với út gái. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Hiếu? Điểm mạnh của em là thích nấu ăn, với hòa đồng với anh em vui vẻ trong công việc. Còn điểm yếu thì nhát gái. Nhắc gái bởi vì bữa nay mới nhờ tới chương trình mai mối cho mình, đúng không? Còn Ngọc? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, cũng hòa đồng. Còn điểm yếu của em thì cũng chắc là nhút nhát. Bây giờ mình có cái sở trường gì không? Lúc rảnh rỗi em làm gì Ngọc? Em ít đi tụ tập bạn bè, em chỉ ở nhà nhiều với nghe nhạc. Rồi, nghe nhạc là phải biết hát. Hát một bài phục vụ cho chương trình, như là tặng cho anh Hiếu bên này. Em hát bài thứ hai nha. Rồi, tôi chuẩn bị làm bảo mẫu luôn. Em hát bài Cháu Lên Ba đi. Trời ơi, vỗ tay đi cho cháu ơi. Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo. Cô thương cháu vì cháu ngoan nhất nhà. Ngoan nhất nhà để mẹ lên đường rây. Ông vào nhà mây, ông bà vui cây cây. La 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 la. Rồi, chúc cho cô bảo mẫu được được nhận công việc nha. Còn cháu bên đây sao, cô ca vậy, nghe ổn không? Dạ ok. Dạ ok. Rồi, bây giờ tình trường thì sao nè? Hiếu trường trải qua của em là được hai mối tình. Ừ. Mối tình đầu nói chung là cũng được 12 năm. 12 năm? Yêu rồi có yêu, nắm tay cũng có nắm tay mà chưa đụng gì hết. 12 năm mà không có đụng gì hết? Không, đây là tình yêu trong trắng. Tình yêu trong trắng từ lâu năm, là mấy tuổi đến mấy tuổi? Từ năm 22 tuổi. 22 tuổi cho đến 34 tuổi, yêu 12 năm không mận là gì hết. Người đó đi qua nước ngoài vẫn chờ đợi đàng hoàng. Thì một cái tin nhắn xúc động gửi về tới Việt Nam là thôi anh lấy vợ đi, em lấy chồng rồi. Tại sao mà tại vì lúc đó là công việc làm chưa nó ổn định mấy, thì bên gia đình nó không chịu chấp nhận. Thì bên kia là do mình điều kiện kinh tế chưa có ổn. Dạ, đúng rồi. Sau 12 năm đó bắt đầu là buồn quá, cái bắt đầu lên mạng bên Zalo á, là cũng có quen một người đó cũng quen gần 2 năm, thì rốt cuộc người ta cũng chia tay luôn. Lý do sao ta chia tay? Lý do là qua bên nhà mẹ người đó chê, thì nói lương không ổn định.
cả hai mối tình đều một lý do là dạ, do là rồi. Mình nói chung hẳn là mình nghèo, là bắt đầu là từ đó sắp tới là cố gắng làm không biết vợ dắt ngày đêm không có cứu vãn được hả? Tại vì bên gia đình bạn gái thì bác thì cho một câu nói thì đứng dậy xin lỗi bác thì về thôi. Người ta nói là giống như đủ mộc mà ngồi mâm son á, chị cứ hiểu câu tục ngữ đó nha. Bây giờ em buồn mấy em đi về nhưng mà mình cố gắng thì thật sự bây giờ cũng mình cũng không trách người ta được. Dạ, tại vì rồi. Bây giờ tại mình cũng 38, 39 tuổi rồi, ổn định á, người ta đâu cũng không muốn con gái mình khổ đó. Rồi bây giờ hỏi thiệt là từ lúc đó đến nay thì mình đã cố gắng hơn, mình cuộc sống của mình nó có cải thiện chưa, kinh tế mình nó đỡ hơn chưa? Thì em có mua một căn nhà. Ừ. Em làm là phấn đấu của em để sau này mà có cưới vợ hay chồng vợ. Mà mua được chưa? Dạ mua rồi, giấy tờ em đứng tên mà. Thì vậy là, nhưng mà lúc chia tay là mua chưa? Chưa. Mới mua sau thôi, dạ. Sau khi chia tay rồi. Lúc mà em lên đăng ký chương trình á là 2 ngày sau em mua nhà rồi. Đó. Rồi lấy vợ liền thì công việc mình ổn định chưa? Rồi mình có tiền cưới để đám cưới không? Dạ em mua nhà em còn dư một số. Em kinh doanh thêm một cái quán nhậu hải sản. Ừ, rồi có nghĩa là cuộc sống là bây giờ an cư rồi, yeah. An cư sẽ lạc nghiệp. Rồi thôi chúc mừng Hiếu, trước mắt là chị thứ nhất là đồng cảm với hai cái mối tình đã qua của em. Khi nhắc tới mà chị thấy trong mắt em vẫn còn long lanh lên, có nghĩa là em cũng còn nhiều cái nỗi niềm uất ức lắm. Chắc là mình cũng lúc đó mình cũng mặc cảm đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi, mà chị. Bây giờ mình rất là giỏi rồi, mình đã vượt lên được cái điều đó. Mình đạt được như ngày hôm nay từ mà hai bàn tay của mình là điều đó đáng trân trọng, dạ. Cho nên không có gì phải buồn hết, chưa đủ duyên thôi. Biết đâu nó đến chậm, nhưng mà cái duyên chậm thì nó sẽ chắc và nó sẽ là mãi mãi với mình sau này. Dạ. Hiểu ha? Rồi vui lên, bây giờ mình có nhà có cửa rồi, vui lên. Rồi bên Ngọc thì sao, những cái tình trường của em như thế nào? Dạ hồi xưa giờ em chỉ có quen một người. Ừ. Quen thì cũng mấy tháng thôi, mà em cũng chia tay bằng nó lâu rồi. Sao? Xin lỗi nha. Không sao hết mà, sao buồn, mới quen mấy tháng mà có gì dữ vậy? Em xin lỗi, tại vì cái nói tới là em xúc động. Tại vì mối tình đầu phải không? Mà bạn nó đối xử với em tệ. Tệ là tệ như thế nào? Cụ thể là tệ như thế nào? Quen bạn đó em không có đòi hỏi gì hết. Tại vì mình cảm nhận là mình chỉ cần cái tình cảm chân thành thôi. Mà bạn đó chưa bao giờ biết mua quà tặng cho em. Nói chuyện với em không bao giờ mà nói một cách ví dụ bất đồng. Bạn nói lúc nào cũng làm nói những câu câu làm cho em tổn thương. Mà em tổn thương tới bây giờ em vẫn còn cảm thấy. Ví dụ một em chị muốn chia sẻ với em, muốn đồng cảm với em. Ví dụ như là một câu là cái như thế nào? Ví dụ em nói là em buồn má em, nhiều khi em cũng thấy buồn. Em thấy là má em là người cứng rắn, không có dịu dàng. Nhiều khi em là con gái em cũng muốn được quan tâm, yêu thương á. Mình nói là nhiều khi em thấy má em không biết thương em nhiều hay là thương cái tiền nhiều hơn. Thì bạn đó, bạn thay vì nói với em là thôi em ơi, tình cảm ba má của mình sao mình biết được. Tự nhiên bạn đó chửi em quá trời chửi em luôn. Bạn ấy nói là cảm ơn cha mẹ hay là cái gì đó rồi, nhưng mà bạn ấy không biết cách nói chuyện. Ý là em trách móc gì, tại vì em nghĩ là cái người đó người bạn của mình muốn tâm sự những cái tình cảm của mình thôi. Cái gì không đồng ý thì chỉ nói câu qua vậy thôi. Hình như tụi em vì cái câu nói đó mà chia tay trong dịp Tết luôn. Đáng lẽ là em tính là không có nói chuyện nữa, nhưng mà tự nhiên em bị cái cảm xúc của em lúc đó là nó đau khổ. Rồi em có gọi điện thoại cho bạn đó, em có gọi hình như là 3 cuộc, bạn đó không có bắt máy. Xong rồi em nhắn tin cho bạn đó, em nói là em cảm thấy đau khổ, em thấy buồn bã. Rồi bạn đó nhắn tin cho em nói là không muốn đi chơi em nữa, sợ bị sét đánh chết. Tự nhiên nói em cảm thấy giống như là mình bị một cái gì đó xúc phạm, đau lòng lắm. Em đau lòng lắm rồi, tụi em chia tay. Thôi cái chuyện đó nó thật ra là nó cũng qua rồi, dạ, có thể là rồi, do cái từ ngữ, cái cách biểu đạt, dạ, của hai rồi. Bạn mà mình không có đồng cảm được với nhau. Thật sự qua một vài câu nói mình cũng không có thể nào nhận xét được đối phương là người thế nào. Có thể em nói cũng chưa khéo, bạn nó nghe lại cũng không đồng cảm. Đâm ra nó mới ra như vậy. Ngoài đó là cũng y như bạn đó hình như ưu tiên về những đề mà đi chơi nhậu nhẹt với bạn bè nhiều hơn là em. Chia tay bao lâu rồi em?
từ Tết, mùng 4 Tết tới giờ. Cũng lâu rồi mà em vẫn chưa quên được đúng không? Vẫn chưa quên được là do mình bị tổn thương. Dạ. Chứ không phải là không quên được là do mình còn cái tình yêu thương. Dạ. Gì phải không? Thôi bỏ qua, đừng có để những cái chuyện đó. Cả hai ngày hôm nay đều giống nhau một cái chỗ là ai cũng bị cái tổn thương trong cái tình yêu. Nhắc đến các bạn rất là nhiều cái cảm xúc. Đó cũng chỉ là những cái va vấp trong cái cuộc đời mình phải trải qua. Để qua đó mình rút kinh nghiệm cho những cái mối tình sau, mình cẩn trọng hơn, mình kỹ lưỡng hơn, mình chọn lựa đúng hơn, thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho mình ha. Thôi chuyện cũ bỏ qua, không buồn nữa nha. Dạ. Bây giờ chị hỏi Hiếu là em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em chỉ mong muốn tìm một người bạn gái biết chung thủy, biết chia sẻ trong mọi công việc em làm. Tại vì em làm ca ngày thì nó 12 tiếng. Nhiều khi anh em trong công việc á, bận gia đình này kia, em phải trực thế. Nghĩa là hàng ngày mình làm gì cơ? Hàng ngày là em làm nghiệp vụ bên hãng xe, bao tiếp khách xe vô xem xe mới hay là xe cũ. Vậy em có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Thì cao 1m từ 55 đến 60. Tại vì em cao 1m72 rồi. Ừ. Không có yêu cầu gì hơn không? Không yêu cầu gì hết. Rồi, bên đây sao? Mà mẫu người bạn trai, người chồng tương lai của mình là như thế nào? Em chỉ mong cái người đó thôi hiền, đừng có quá cọc cằn, biết lắng nghe chút thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn đó đừng có nhậu nhẹt nhiều quá hay là hút nhiều quá cũng không nên. Rồi, có nghĩa là mẫu người lý tưởng của mình là như vậy ha. Bây giờ đâu có đem hình ảnh gì không cho Tường xem? Đâu đó, có anh ở trọng á. Rồi, có bạn ấy ở trọng luôn. Nhận ra cổ không? Đoán cổ là ai không? Bên đây nhận ra anh nào không? Chắc là anh này. Chắc là anh này phải không? Rồi, mình cứ cầm hình đi để lát mở cửa ra coi phải ảnh không. Đâu? Trời ơi, tao nói nó dễ quá mà. Sao mà không đoán cho chúng được. Rồi, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim nha. Mở cửa trái tim. Dạ. Cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy nhau như thế nào? Ngọc, dạ, em cũng thấy bình thường. Bình thường, đoán đúng không? Thấy bình thường. Dạ. Rồi Hiếu, có cảm xúc gì chưa? Có, tim em đập nhọn xạ rồi chị. Tim em đập nhọn xạ rồi chị. Tim đập loạn xạ chân hả? Rồi bây giờ á, tụi chị mới làm gặp nhau thôi. Nè. Chị loạn xạ đồ quên luôn hả? Qua đây. Này, em có món quà em tặng nha em. Ngày là lần đầu gặp, đầu tiên gặp. Cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Công việc tốt nha. Tặng cái đó có ý nghĩa gì? Em làm hay là em mua hay là ở đâu vậy? Này là em làm. Còn cái hũ thì em mua. Cái giấy xếp ở trong là em làm? Dạ. Xếp được 3 ngày 1 đêm. 3 ngày 1 đêm 500 viên. 500 viên trọng hả? 500 cái ngôi sao may mắn. Wow. Hạt nó nhỏ nhỏ. Ừ. Còn nếu mà bước tiến xa hơn nữa thì em sẽ xếp 3.000 con hạt để tượng trưng cho một cái mối tình yêu em trọn đời. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc. Thông điệp cũng rất là ý nghĩa ha. Bây giờ trước tiên chị Tường sẽ mời hai bạn, chúng ta sẽ cùng ăn trưa với nhau để mình trò chuyện với nhau một chút xíu, rồi chị Tường sẽ quay lại. Mình cứ mạnh dạn chia sẻ, trao đổi quan điểm về tình yêu, về hôn nhân hay là hẹn hò như thế nào, cái sở thích của nhau, mình cứ thoải mái mình chia sẻ nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn có tên gọi là cơm chiên hải sản trái cam của nhà hàng Indochine. Nhìn rất là bắt mắt ha. Chắc là cũng rất là ngon miệng. Mời hai em. Nhớ tự nhiên nha, một chút xíu chị Tường sẽ quay lại. Xin mời em. Dạ, mời anh dùng. Quan niệm tình yêu của em thì sao? Chắc gặp người phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Nói chung là gặp ở đây của nó cũng có cái duyên rồi. Thì quan niệm đối với anh gặp em lần đầu tiên á, em cười có hai cái đồng xu rất là dễ thương. Dạ. Thì cứ mình coi nhau, mình cho mình cơ hội đi. Dạ.
cơ hội làm bạn, tìm hiểu làm bạn gì đó. Dạ. Có thí dụ mà có tiếng xa hơn thì em muốn sinh mấy đứa, trai hay gái? Em nghĩ là sinh một đứa thôi, còn không biết trai gái thì tùy duyên. Em nghĩ trời cho sao mình nuôi vậy đi. Nếu mà con gái thì ok, con gái thì dễ sắm đồ, thì đẹp giống như mẹ nó vậy. Em thì không không là người đơn giản, em không có cầu kỳ sửa soạn nhiều, nhiều khi em thích cái chăm sóc cho mình nữa. Anh thì không thích phụ nữ trang điểm nhiều. Mà em thích mặc quần jean với áo thun không ạ? Không có thích mặc đầm. Đúng rồi, phụ nữ phải mặc quần jean nó mới đẹp hơn. Quen biết với nhau, hẹn hò, thời gian em rảnh là rảnh khi nào? Em bây giờ thời gian rảnh cũng nhiều. Còn với anh thì cũng một tháng 30 ngày là coi như làm đủ. Rảnh thì em sẽ sắp xếp thời gian gặp nhau đi uống nước gì đó, ngồi nói chuyện thêm. Dạ đúng rồi. Còn như bây giờ anh nói em nghe, giờ cái chuyện tình yêu á thì em cũng trải qua rồi, anh cũng trải qua được hai mối tình rất là dài. Bây giờ em vẫn còn tổn thương, anh sẽ soi nhiều, soi cái vết thương ở cho em, trong trái tim em. Trong anh không có hứa gì á, anh chỉ hứa một câu đơn giản thôi. Nhà cao cửa rộng anh không có cho em được. Dạ. Sang trọng anh cũng không có. Như lãng mạn cũng không có luôn, anh chỉ cho em những gì anh có thôi. Em cũng không cần người ta cho em gì hết, tại vì em cũng tự làm được, tự lập được, mà em cũng không cần người đàn ông của em cho gì hết. Đó là mỗi khi là sinh nhật em, tặng quà em, hay là lễ 14 tháng 2 gì đó. Dạ. Còn nếu mà tiếng xa hơn, anh sẽ ship cho em 3.000 con hạt tượng trưng cho. Hoặc em không cần 3.000 con hạt đâu anh ơi, mất công lắm. Tại gì đâu, gì đâu mất công, mình làm bảo vệ, mình ngồi đó, mình rảnh thời gian, mình ship giờ nào cũng được. Nên miễn sao tới ngày sinh tháng đẻ em thôi là anh tặng em là được rồi. Nó cũng mất thời gian mà mất công sức. Nói chung là quà thì tấm lòng là được rồi. Em cũng không có yêu cầu gì. Miễn sao có tấm lòng tặng em thôi chứ gì. Vậy. Em ăn đi. Ăn cũng nhiều. Nên em cười dễ thương quá, tin nó bố gối quá, tin nó bố gối quá. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt, anh đã trao nụ cười. Rồi công việc ngày thường em làm ở đây rồi em có đi làm gì chưa? Em dạo này không có đi làm nhiều, ngày xưa thì làm suốt, làm từ sáng cho tới tối luôn. Ăn cơm chưa, ngon không? Em ăn không nổi chị Tường rồi. Thôi vậy? Nhìn bạn gái bố gối tim đập. Trời ơi, nhìn bạn bé bố gối quá tim đập thiệt tình. Nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được nè? Em muốn tìm hiểu bạn gái thì từ 6 tháng đến 5 là em bước tới. Còn em dự kiến, dự định, thí dụ mình tìm được người đúng ý của mình thì mình bao lâu nữa mình kết hôn được? Em thấy bây giờ mình cũng lớn rồi, thời gian chắc cũng 6 tháng hoặc 1 năm là cũng... Vậy là cũng trùng khớp rồi ha. Quan điểm của em trong hôn nhân là như thế nào? Hôn nhân thì phải có sự chung thủy. Theo em nghĩ, trong bây giờ mình lập gia đình rồi thì ở trong nhà cái tài chính kinh tế ai sẽ là người quản lý? Nếu mà em lập gia đình rồi á, cái tài chính á thì em sẽ đưa cho vợ em 6 em 4. Tại vì em đi làm ở ngoài xã hội thì em phải ăn là uống nước rồi đổ xăng, ví dụ đi dạ, rồi đi xe bị hư này kia mới không. Còn em nghĩ như thế nào, trong gia đình thì người trụ cột thì ai sẽ là người quản lý tài chính trong gia đình? Em nghĩ bạn trai nó cũng hợp lý. Bạn trai thì cũng, nếu mà khi mà lập gia đình thì cũng nên đưa vợ một phần, nhưng mà cũng phải giữ một phần, tại vì người ta cũng sử dụng mà. Và bản thân em cũng có tài chính nên em cũng quan trọng điều đó. Đúng rồi, nhưng mà thật ra thì lấy nhau về thì cũng không thể nào mà ở này tiền anh này tiền em, mình cũng phải có một cái quỹ chung để mình lo, mình xây dựng, rồi chưa kể con cái, rồi giáo dục con cái, rồi mình phải hậu thuẫn về sau nữa. Rồi hồi nãy chị ra ngoài thì chị thấy hôm nay là em đi có bạn bè đi theo đúng không, có người nhà đi theo, em họ em đi theo. Rồi bây giờ sẽ mời em họ của bạn trai vào để chúng ta hỏi thăm ý kiến nó như thế nào nha. Rồi, chào em trai. Dạ, chào chị. Rồi, cưng tên gì? Dạ, em tên Phúc ạ. Tên Phúc. Dạ. Rồi, hôm nay nãy giờ ở ngoài ngồi nghe hết câu chuyện của hai anh chị chưa? Dạ rồi. Ở nhà thì anh Hiếu mình có tật xấu gì nữa không? Dạ, tật xấu của anh Hiếu thì anh hay ngủ ngáy thôi chị, không có gì. Cái ngủ ngáy đâu, cần lắm chứ, sao không có gì, ngáy lớn không? Dạ, ngáy dễ thương lắm chị. Dễ thương hả? Ngáy dạ. Ngáy tốc độ, cường độ. Dạ,
coi chị hả? Dễ thương á. Vậy đó hả? Vậy đó hả? Thôi chị bắt trước không có được. Ngoài cái ngủ ngái ra còn gì nữa không? Dạ không, em thấy anh Hiếu chỉ có tật xấu đó thôi, còn ngoài ra đều là tốt hết. Ồ, anh có làm việc nhà rồi này kia không? Dạ có chị. Nấu ăn rồi về nhà dọn nhà cửa này kia. Ồ, vậy hả? Nói vậy là tốt rồi. Rồi nãy giờ em nhận xét thấy chị Ngọc này như thế nào? Dạ em nhận xét thấy chị Ngọc là một người sống có mục đích, với lại chị cũng còn nhiều nỗi buồn trong cái mối tình cũ của chị thôi. Chứ em thấy chị cũng có nghị lực vượt qua, nếu mà không có nghị lực thì đâu có lên đây. Còn riêng em thấy anh Hiếu, anh chọn bấm chị Ngọc với anh Hiếu, cố gắng giữ tình yêu nha anh Hiếu. Vậy thôi đó hả? Dạ ngắn thôi, ngắn gọn. Ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, có nghĩa là khuyên anh mình là phải bấm nút đúng không? Dạ. Vậy em có muốn nói gì với chị Ngọc bên kia một câu không? Chị nói là chị với lại anh nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau, để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, ok, cảm ơn em nha. Những cái lời chia sẻ của em cũng có thể là giúp ích cho hai anh chị rất là nhiều đó. Rồi, cảm ơn Ngân, tiếp tục theo dõi nha. Bây giờ để cho thêm các em có thêm cái cảm xúc nữa, bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi nhỏ nhỏ của chương trình. Ở đây có những lá thăm, mời mỗi em sẽ bốc một lá. Rồi, mời em bốc trước. Rồi, đọc lớn lên cho chị nội dung trong đó coi nè. Bạn gái có chấp nhận sống thử trước hôn nhân không và lý do vì sao? Rồi. Em thì em hồi đó giờ em không có thích sống thử với ai, tại vì em quan niệm ái đồng. Có nghĩa cái gì quý giá nhất mình phải dành cho chồng mình trong đêm tân hôn, đúng không? Ừ. Ý em là vậy gì? Em suy nghĩ sao về cái câu trả lời của Ngọc? Câu trả lời đó là chính xác chị. Nếu mà em quen một người bạn gái mà sống thử em không chấp nhận. Tại vì em là, gốc em là người Tàu. Gia đình em cũng là người Tàu. Rồi giả tỷ như bây giờ em lấy một người vợ mà đến ngày hôn nhân thì tới cái đêm em giữ, nhưng mà tới lúc đám cưới đêm tân hôn thì em mới biết là cái người bạn gái đó không, em không phải là người đầu tiên của người bạn gái đó, thì em sẽ nghĩ như thế nào? Em sẽ nghĩ như một câu rất là đơn giản. Mình chỉ biết bạn gái là hiện tại bây giờ thôi. Rồi. Nói chung ai cũng có một cái quá khứ. Hiểu. Rồi mời em bóc một lá. Đọc lớn lên chị coi. Bạn nữ hãy chủ động nắm tay và hôn vào má bạn nam. Chắc ngược quá. Để em phải là chủ động làm chuyện đó chứ không thể nào bạn nữ chủ động, đúng không cưng? Em có quyền xin phép bạn nữ đứng lên rồi nắm tay rồi nói gì đó với bạn ấy trước khi chúng ta quyết định. Em xin phép ra cho anh nắm tay em. Tình mình là chủ... hai bạn nhìn nhau đi, mắng với nhau. Mình tới đây cũng là có cái duyên rồi. Cái tủ của em á là cái hợp với cái tủ của anh. 83 với 81 rất là hợp nhau. Anh mong em cho mình một cơ hội bước tới, mình cùng nhau bấm nút hẹn hò nha. Rồi, cảm ơn em về chỗ. Thật ra tất cả chương trình tạo mọi điều kiện là để cho hai đứa em có một cái sự va chạm, mình tiếp xúc với nhau để mình cảm nhận được. Đôi lúc nói không cũng chưa đủ, nhìn không chưa đủ, không biết phải nhân duyên hay không. Nhưng mà hôm nay là trong chàng trai này là thấy mọi thứ là một cái tương lai rất là tươi sáng. Còn về bạn nữ thì chị cũng chia sẻ như thế này, chuyện gì cũ rồi thì bỏ qua. Chị nghĩ em đây cũng là những cái trong tình trường thì em cũng chưa có nhiều. Và chị cũng chỉ khuyên em một câu thôi, tìm một cái người đàn ông ở cái thời buổi này mà chân thành, có cái cảm xúc với mình, yêu thương mình thật sự và quan tâm chăm sóc mình cực kỳ khó. Bản thân chị tìm mãi cũng không thấy. Cái thứ hai thì sống bây giờ cuộc sống nó cũng rất khó khăn, thậm chí đôi lúc là phải học ra tốt nghiệp đại học, giáo sư, bác sĩ, kỹ sư mà không có sự hỗ trợ của gia đình giúp đỡ cũng khó mà có thể an cư lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đây là một chàng trai cũng đã cố gắng đi lên từ đôi bàn tay của mình đó, thì bây giờ cũng có nhà có cửa an cư lạc nghiệp, thì đó cũng là một trong những cái vấn đề mình suy nghĩ thôi. Tôi chỉ tác động như đó, tôi không nói thêm. Ăn thua là cảm xúc của hai bạn. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì mình bấm mạnh xuống, nếu không đồng ý chúng ta có quyền lặng lẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Em bấm chưa? Còn em bấm rồi. Em bấm lại coi. Đó, yếu hơn người ta nữa. Lo lắng cái gì mà tôi thấy bấm đèn xanh lên rồi. Rồi sau là nhìn nhấp 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 nhấp.
thưa quý vị, hai nửa trái tim đã cùng sáng lên rồi. Mời hai em về chung một phía. Sao mà nãy em nói chuyện bạn trai lúc mà nắm tay em mà em nhìn đâu không vậy, làm chị hồi hộp quá à. Dạ. Lý do sao em không dám nhìn vô mặt bạn trai vậy? Tính cách em là thí dụ như mới quen cũng ngại ngại. Ngại thôi, nhưng mà đó là sự khởi đầu. Nhưng mà bây giờ nắm tay nhau nè. Hồi nãy là mình nắm tay đó là do chương trình bắt buộc. Còn bây giờ mình đã bấm nút hẹn hò rồi. Rồi giống như chị Tường nói, cố gắng chăm chút cho cái tình yêu của mình. Biết đâu vậy mà mai mốt đây là một cái thành một cặp vợ chồng, sống ăn đời ở kiếp với nhau thì sao? Mình đâu nói trước được điều gì, đúng không? Nhưng mà dù sao cũng chúc mừng hai em là ngày hôm nay mình cũng đã có cơ hội để được gặp nhau trong chương trình. Rồi, gửi tặng em gái một phần quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai bạn luôn những chiếc vé xem phim hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đó xem phim, hẹn hò, tìm hiểu nhau. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì cặp đôi này đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem đến lúc nào thì họ sẽ báo tin vui cho chương trình quý vị nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Nói chung là vợ mình ngoại tình. Anh có thấy không ạ? Là chỉ là nghe thôi. Nhiều lần luôn. Khi ấy là mình lắp định vị GPS ấy, và xe ấy. Mình cứ để mình theo dõi, mình tìm hiểu thôi. Để xem là cái khuyết điểm của mình là cái gì. Rồi anh có suy nghĩ ra được điều gì không? Thì nói chung là mình cũng không suy nghĩ được điều gì hết. So với những người ngoài thì mình hơn người ta rất là nhiều. Mà sao mà vợ mình mà lại như thế? Hoàn cảnh ai cũng có cái khổ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Rồi, bây giờ anh chị đã về vị trí của mình rồi. Giờ hai anh chị sẽ giới thiệu về bản thân để cho người bên cạnh có thể nghe được. Nhưng mình nói lớn một chút xíu nha anh nha. Cách cái này nó hơi cản âm thanh đó. Rồi, mời anh trai. Xin chào chị Cát Tường, mình là Bùi Gia Út. Mình đến từ Bình Dương. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Mình năm nay 42 tuổi rồi. 42 tuổi, 42 tuổi là sinh năm 78. Đúng. Dạ, thế mình đang làm công việc gì ở Bình Dương? Công việc chính thì mình làm kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải? Có nghĩa là vận tải hàng hóa từ các kho bãi ra bến cảng. Còn công việc phụ thì cũng... Có nghĩa là xe mình có xe tải để mà đưa vận chuyển hàng. Xe container vận chuyển hàng hóa từ kho bãi ra bến cảng. Cái đó là công ty mình làm riêng của mình hay là mình là... Công ty của mình. Công ty của mình luôn. Dạ. Làm thêm thì cũng qua làm thêm bất động sản. Thêm bất động sản. Kinh doanh cho thuê nhà. Thế quê anh gốc là ở đâu ạ? Quê mình ở Thái Bình. Anh vào đây lâu chưa? Chắc cũng 25-26 năm rồi. 25-26 năm, chắc chắn là công việc mọi thứ nó cũng cơ ngơi ổn định hết rồi ha. Giờ chỉ thiếu người bạn đời thôi đúng không? Dạ, thôi mời chị gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh bên cạnh nè. Em tên là Ngọc Bích, em ở Bình Dương, em 42 tuổi. Vậy là cũng sinh 78 luôn. Dạ. Mình đang làm công việc gì vậy Bích? Công việc của em là thợ uốn tóc chị. Dạ. Rồi bên cạnh là em có kinh doanh online cái cây phong thủy á chị. Cây kiển phong thủy. Cây kiển phong thủy. Dạ. Ngoài ra thì em còn có một cái xe để chạy dịch vụ đưa đón sân bay cho công ty. Dạ, tất cả các công ty nước ngoài mà em quen. Xe mà xe mấy chỗ? Dạ xe 5 chỗ gì. Để mình có tài xế đưa đón khách đi sân bay rồi em này kia. Em chạy á. Tự chạy luôn. Dạ vâng ạ. Ồ vừa kinh doanh online rồi vừa làm tóc rồi làm sao vừa chạy xe? Cái tóc thì em chỉ nhận trang điểm cô dâu cho ở bên tiệm áo cưới á chị. Thế là có khách là mình đến mình làm. Dạ. Còn ở nhà em cũng có tiệm uống tóc, có khách quen thì em làm, còn có khách thì em chạy. Còn kinh doanh thì em kinh doanh tại nhà, thì em lên mạng, ai đặt thì em ship. Trời ơi, sao giỏi dữ vậy? Trời ơi, làm tài xế luôn, lái xe đưa khách đi luôn. Dạ, em hay chạy quá. Những người phụ nữ thời đại mới rất là năng động ha. Mình có thể xoay chuyển làm đủ mọi thứ ha. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Em có điểm mạnh là em hòa đồng, em hay giúp đỡ người khác, chứ em rất là có hiếu với ba mẹ. Dạ, nãy Tường quên hỏi là mình quê ở đâu? Dạ em ở Bình Dương chị. Quê Bình Dương, gốc Bình Dương luôn. Em ở Bình Dương là năm 14 tuổi. Còn quê mẹ, ba mẹ em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Điểm mạnh thì em yếu là còn có cái gì nữa? Em thì hay giúp đỡ người khác, hay thương người, với em tự lập từ nhỏ. Cho nên em rất là mạnh mẽ. Tự quyết định, với nói về tài chính là em phải tự do tài chính của mình. Không có nhờ vả, không ai giúp đỡ cho em. Điểm yếu của em là em hay quên. Tính em rất là nóng lắm.
Thế còn anh thì sao? Trước tiên là anh nghe những cái chia sẻ của bạn gái về công việc của bạn gái thì anh có cảm nhận như thế nào? Mình cảm nhận thì bạn ấy cũng là một người gọi là tự lập giống mình. Dạ. Rất là mạnh mẽ. Dạ. Rồi về giới thiệu về những cái ưu điểm và những khuyết điểm của anh thì anh muốn nói chia sẻ những điều như thế nào? Cái ưu điểm của mình thì vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là cũng mình không có cái tật xấu. Dạ. Vì mình đã biết là cái xấu thì mình thừa biết là mình không bao giờ mình cũng đứng đâu. Dạ. Luôn luôn hoàn thiện bản thân để phù hợp với cuộc sống. Dạ. Còn cái điểm yếu của mình thì chắc là mình giao tiếp này mình cũng không được lanh lẹ cho lắm đâu. Hơi run đó. Dạ, thôi mình cứ chân thành có sao mình nói vậy được rồi. Anh cũng đâu gần miệng lưỡi đâu, cần nói gì nhiều. Dạ, không cần hoa mỹ. Thế về còn chuyện tình yêu thì sao ạ? Mời em giới thiệu. Em thì em kết hôn 8 năm. Kết hôn 8 năm? Dạ, em có một bé gái 8 tuổi mà em đã đơn thân nuôi con 7 năm. Trước đó thì mình tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến hôn nha? Tụi em quen nhau trên Facebook. Em có tiệm tóc á, anh cũng hay ghé rồi quen rồi. Sau 1 năm tụi em mới kết hôn, dạ. Quen 1 năm, dạ. Mà nguyên nhân nào lại dẫn đến là chia tay khi con còn nhỏ quá? Cái chuyện gia đình nó cũng khó nói lắm chị. Lúc mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ khi đến kết hôn á, dạ. Rồi nó xảy ra nhiều mâu thuẫn lắm. Tính em thì không có nói, cái gì không được em không nói riết rồi cái thành cái thói quen là không nói. Riết em buông xuôi riết rồi em thấy không có được, em quyết định chia tay. Qua chuyện đó mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, dạ, đúng không ạ? Dạ. Thứ nhất mình là không phải có tìm hiểu kỹ hơn. Dạ, không có thẳng thắn ngồi lại để chia sẻ đó chị. Dạ. Rồi cái mình bỏ lớt qua hoài đúng. Luôn. Tại vì thật sự bây giờ cuộc sống nó vội vã, dạ. Mà mình lại cho qua thì nó dồn, dạ. Nén lại những cái năng lượng, những cái suy nghĩ xấu ở trong, dạ. Người của mình nó rất là nguy hiểm. Thì em nghĩ mà trong cái hôn nhân, cái quan trọng nhất là cái sự chia sẻ. Dạ đúng rồi. Tại vì phải chia sẻ mỗi ngày thì mới có sự thấu hiểu. Dạ. Rồi còn chuyện tình yêu của anh thì sao ạ? Thì mình cũng đổ vỡ một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa anh? Mình có hai cháu. Hai cháu và mấy tuổi với mấy tuổi ạ? Một đứa 13, một đứa 11. Trai hay gái anh? Trai một gái. Wow, vậy đầy đủ rồi ha. Mà hai cháu thì sống với ai? Sống với mình hết. Hai cháu thì lại sống với anh hết. Wow, sao nó khác, nó ngược ngược vậy? Thường thì con thì hay sống với mẹ, lý do nào con lại sống với ba? Theo như mình nghĩ thì tại vì là trước bữa ly dị thì mẹ nó nói là mẹ nó không nuôi con. À, chị nói chị không nuôi. Cũng ra tòa là mình trình diện, mình cũng nói là mình đồng ý nuôi con mà mình không đòi chi phí. Dạ. Thì mẹ nó không nuôi thì mình về. Dạ. Thế là tòa nó giải quyết về bên mình hết. Ly dị bao lâu rồi? Mình ly dị năm ngoái. Thế nguyên nhân tại sao ly dị ạ? Nói chung là vợ mình ngoại tình. Anh có thấy không ạ? À? Là chỉ là nghe thấy thôi. Nhiều lần luôn. Khi ấy là mình lắp định vị GPS ấy, và xe ấy. Mình cứ để mình theo dõi, mình tìm hiểu thôi. Để xem là cái khuyết điểm của mình là cái gì. À, rồi anh có suy nghĩ ra được điều gì không? Thì nói chung là mình cũng không suy nghĩ được điều gì hết. So với những người ngoài thì mình hơn người ta rất là nhiều. Mà sao mà vợ mình mà lại như thế? Thế trong một năm qua thì mình còn liên hệ với nhau không ạ? Nói chung là từ ngày ra tòa là xong. Hoàn cảnh ai cũng có cái khổ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nãy giờ em có nghe được dạ, chia sẻ của ảnh không? Dạ. Em có suy nghĩ như thế nào về trường hợp của ảnh, về hoàn cảnh của ảnh? Hiện tại thì ai cũng có một cái quá khứ riêng, ai cũng có một hoàn cảnh riêng. Em cũng có con, anh cũng có con, cái đó thì em không có quan trọng. Quan trọng là mình chăm sóc con như thế nào, mình dạy dỗ con mình như thế nào. Còn quá khứ, đã là quá khứ rồi thì không nhắc lại. Cái hình mẫu của em là như thế nào? Em muốn tìm một người chồng tương lai của mình sau này là như thế nào? Cái ngoại hình thì em không có quan trọng. Anh có công việc ổn định, anh không gia trưởng, không có chi ly, không có keo kiệt. Phải chia sẻ, thấu hiểu, chia sẻ. Phải hiểu cái công việc của mình và công việc của người bạn của mình nó như thế nào. Không thuốc, không rượu được thì càng tốt, nếu có em sẽ thuyết phục. Dạ. Ê, còn anh muốn tìm một người bạn đời của mình sau này như thế nào? Có tiêu chuẩn gì không ạ? Tiêu chuẩn thì mình muốn một người phụ nữ của gia đình. Chứ mình không thích cái người phụ nữ mà đi ra ngoài không bắt đầu là la cà nọ kia, là mình thích. Có vẻ là anh chị cũng hợp với nhau đấy. Cô này giỏi chăm chỉ làm việc không, chứ chuyện la cà chắc không có đâu. Đơn thân mà nuôi con là áp lực nhiều lắm anh. Thế bây giờ mình có hình ảnh cho mà cho Tường coi. Anh có đem hình gì theo không anh? Dạ đây anh coi. Đây anh có hình trong điện thoại. Anh nghĩ cô ấy là ai ạ? Nghĩ cô ấy là cô này. Cô ấy là cô này. Lý do sao anh chỉ cô đó? Cảm nhận của anh như thế. Cảm nhận của anh như thế. Rồi anh cứ cầm đi nha. Để em mở cửa trái tim lên là anh xem. Em chọn anh nào ạ? Áo trắng. Lý do tại sao nói chuyện không có diễn tả gì trơn mà em lại nghĩ là anh áo trắng?
Em có cái cảm nhận của lời nói của anh. Sao em chưa hỏi cái sở thích hay cái gì mình đã chọn rồi? Nãy giờ người ta lắng nghe câu chuyện, người ta đoán thần giao cách cảm phụ nữ mà. Rồi, bây giờ mời hai anh chị hãy hướng mắt về phía trái tim ha. Tường sẽ mở cửa trái tim này ra để xem coi cái sự chọn lựa của anh chị hôm nay có đúng hay không nha. Mời hai anh chị. Chào anh. Chào em. Sao ạ? Đúng ha? Dạ đúng chị. Anh chọn đúng không anh? Không biết, tại khác của cái kính không biết. Sai rồi, cổ là cô này mới đúng nè. Dạ đúng rồi. À nè anh chị. Hôm nay là ngày gặp mặt thì anh không biết gì thì anh tặng em bó hoa. Dạ thì em bó hoa này thì anh mua đồ về anh bó. Đấy, đấy là đây là màu xanh và đây là màu hồng, đây là màu tím. Đấy, thì xanh này là màu hy vọng, còn màu hồng này là màu tượng trưng cho tình yêu, còn màu tím là màu trung thủy. Đấy. Wow. Anh muốn gửi tay anh. Cảm ơn. Một bó hoa mà rất nhiều ý nghĩa. Em thì đó. Cũng có quà tặng cho anh, em là cái phong thủy. Cái cây tùng, cái cây này là một cái cây đa. Em muốn nhắc anh là lúc nào anh cũng phải là chỗ dựa tinh thần. Cảm ơn. Hay quá, những người. Cái cây này em tự trồng đó chị, sáng nay em mới đưa nó vào chậu. Sáng nay 6 giờ em nói vậy em đưa nó vào chậu để em mang nó theo. 70 cây số thì em lên đây rất là kỹ đó chị. Nha, sáng nay mới chiết vào chậu và đi 70 cây số để đem cái hoa đến cái cây để đào cũng được anh, bàn làm việc văn phòng hoặc là bàn bàn học của con. Nhưng mà nuôi trong cái này trong nó có sống nổi không? Dạ sống chị, cái cây này nó là cây đa chị, nó là cây phong thủy á chị. Rất là vui khi ngày hôm nay trước tiên là hai anh chị có những cái món quà dành cho nhau mà đều rất là có ý nghĩa. Và bây giờ các Tường sẽ dành riêng cho hai anh chị một cái khoảng thời gian ngắn để hai anh chị có thể tự trò chuyện với nhau. Các Tường xin mời hai anh chị thưởng thức món tôm rang muối Hồng Kông và bánh và trái cây, và Tường thấy có chè nữa, rất là hấp dẫn nha. Món tôm rang muối là món ăn rất là phổ biến, được rất là nhiều người yêu thích. Mời hai anh chị vừa thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hoàng Yến và vừa trò chuyện với nhau. Rồi, dạ, em cảm mời ơn hai anh chị. Rồi, mời anh. Thì em nghĩ thế nào là quen anh thì một người mà là con cái nhiều quá thì em có ngại không? Không quan trọng anh, em cũng có con mà. Thì biết rồi, nhưng mà sau này ví dụ như mà em có ngại là nó cái gánh nặng gì cho em không? Nếu mà về công việc, nếu mà mình có con mà ăn học thì một đứa đi làm, một đứa chăm con vẫn được. Em vẫn kinh doanh online để kiếm tiền được. Vẫn dù ở nhà, tại nhà em có thể dành thời gian cho con, chăm sóc con, đưa đón con đi học. Mà em là cái nấu ăn là dở. Anh thì nấu ăn thì anh ok, và chúng anh thì em biết rồi. Anh có thể đi chợ nấu ăn được không? Anh một mình anh, nếu mà đi chợ nấu ăn thì anh làm việc năm anh 7-8 tuổi anh đã phải đi chợ nấu ăn rồi. Em thấy hai mẹ con hay ăn ở ngoài, tại vì em cũng biết nấu ăn, em không có thời gian. Anh ăn đi, em mời anh. Rồi em ăn đi. Công việc nhà thì anh ok. Dạ. Thì anh làm được hết việc, tất cả. Về cái đó thì... sao nếu mà sau này thì anh phụ em cái phần nấu ăn, đi chợ. Em rất là dở dạ. Em chỉ trứng cái... chiên thôi, em thích trứng chiên thôi, em có biết làm cái gì. Nấu ăn thì anh nghĩ là bọn nhỏ nó tự làm được rồi. Bây giờ anh toàn đi tiền cho nó tự đi chợ tự nấu. Quần áo nó tự giặt được rồi, nó không có quan trọng cái vấn đề đấy. Hiện tại là nhà anh ở đâu? Anh ở Dĩ An em. Dĩ An, cách nhà em khoảng 40 cây. Em ở đâu? Em ở Bến Cát, thị xã Bến Cát anh. Bến Cát em ở chỗ nào? Em ở gần chợ Lai Khê. Lai Khê là Lai Hưng ấy. Dạ đúng rồi, nhà em ở xã Lai Hưng á. Trước anh cũng hay xuống với mấy cái dự án mà của Đức Phát. Chính thức công việc của anh là gì? Anh thì anh làm việc chính thức thì là kinh doanh vận tải. Vận tải. Có công ty riêng. Anh có công ty riêng. Thứ hai anh cũng làm bên bất động sản, buôn bán đất. Em cũng thỉnh thoảng bất động sản. Chung về tài chính thì không có nghĩ gì hết. Cái tiền mà anh để cho con cái mà ăn học ấy, anh cũng để riêng rồi. Như anh để một vài tỷ để cho chúng nó ăn học đến lúc chúng nó trưởng thành. Thì là mình một con người tự lập mà mình một người là có trách nhiệm. Anh, quan điểm của anh về cái cuộc hôn nhân tiếp theo của anh như thế nào? Anh có thể nói rõ cho em được không? Thì nói chung về anh thì anh muốn tìm một cái người đồng hành với anh đi suốt cái cuộc đời. Để mình cũng như là chia sẻ mình gọi là có chỗ nương tựa lẫn nhau. Như là chẳng hạn như anh thì bây giờ anh đang bình thường đúng không? Không may mà chẳng hạn như là có bệnh, sổ mũi nhức đầu gì hay là có cái vấn đề gì mà nó cấp bách ấy. Thì nếu như mình có hai người thì mình giải quyết nó vẫn sẽ dễ hơn một người. Nên anh muốn một người là đi cùng anh đến nốt cái cuộc đời là
muốn chia sẻ. Anh có uống rượu hay hút thuốc lá gì? Anh tuyệt đối những cái đấy không. Anh đã nói là những cái tật xấu là anh không bao giờ anh dính vào. Kể cả em cũng vậy, nhưng em cũng không có thích là tụ tập hoặc là ăn chơi hay là rượu bia thuốc lá này. Nói chung là rượu bia anh nói thật là chỉ có những cái công việc đi xã giao bắt buộc thì anh phải uống thôi. Chứ còn không bao giờ là anh đụng vào một ly rượu hay ly bia này. Ví dụ ở nhà không bao giờ có. Em thì thích một người đàn ông là cá tính, nói 1-1-2-2, quyết định về công việc lẫn tình cảm lẫn con cái gia đình anh làm được. Đâu đó nó rõ ràng với em là rõ ràng. Thì anh đang làm rồi chứ cần gì em hỏi, đúng không? Bây giờ anh đang sống một mình nuôi con mà công việc anh làm anh rất là tốt thì em phải biết là anh đang làm rồi. Chứ không phải là anh có làm được không. Em thích một người như vậy, phải mạnh mẽ, phải là độc lập. Anh muốn hỏi em gì nữa không? Hỏi đi. Nói chung là trời, ăn miếng đi cưng. Khi gặp mặt thì em ăn chè gì, em thích chè. Mình cũng có gì thì mình cứ tìm hiểu sau đi. Dạ rồi, không có thời gian nhiều dành cho mình. Con người mình không phải là nhìn nhận nhau một lần phán quyết được hết con người. Nên là anh cũng mong là em là đưa anh là có cơ hội để mình gặp nhau, để mình chia sẻ. Rồi, bây giờ Tường mời anh chị ha. Em ưu tiên bạn nữ trước đi. Bóc một câu hỏi ha, đọc lớn lên để chúng ta đây để tìm hiểu nhau rõ hơn thôi. Em nữ em màu đỏ đi. Em nữ màu đỏ, em đọc lên. Em bằng hỏa màu đỏ nóng lắm đấy. Ta yêu cầu mà. Bạn nam kể ra ba tật xấu nhất của bạn. Nên mình hồi nãy anh nói anh không có cái tật gì xấu luôn mới ghê chứ. Rồi, xấu bây giờ thì mình gì phải dính vào. Nhưng mà anh, mình phải xa lánh tật xấu. Thì hoặc là những cũng cái phải có chứ anh. Cũng phải có tật xấu. Không ai hoàn hảo được. Cái ngày xưa là anh có. Nhưng mà anh biết suy nghĩ là anh em muốn nghe hiện tại với rồi hiện tại anh nghĩ là anh còn có những cái gì. Thì anh là xấu là anh giao tiếp nó không được lưu loát. Đó cũng là một cái đất đồng sản mà anh không lưu loát. Ai mua đất của anh, ai cọc đất với anh kiếm tiền. Anh không phải là có mà anh là đầu tư thôi. À, anh nhiều em bán thì anh mua. Anh mua anh thích thì anh bán lại. Chứ anh không phải là đi dịch giới thiệu. Rồi cái gì nữa? Thế nhiều hồi là mình hay suy nghĩ. Chung là cũng có cái việc gì mình cũng hay tối mình cũng hay chăn trở suy nghĩ nhiều mà cũng thấy hơi mất ngủ. Cái đó cũng là tốt chứ đâu phải xấu đâu. Không, nhưng mà nó tốt nên ảnh hưởng đến sức khỏe đó. À, ảnh hưởng sức khỏe, tức là có một cái sự việc gì xảy ra thì nó sẽ khiến anh phải suy nghĩ, quan tâm và lo lắng. Thường là những cái chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến anh như vậy? Nói chung là cái chuyện gì cũng nó cũng đem đến là mình cũng suy nghĩ. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng suy nghĩ hết. Suy nghĩ. Những cái này xấu thiệt rồi. Cái gì cần nghĩ gì nghĩ xấu thì gì nữa. Ngày nãy anh nói anh không có tật gì xấu à. Nhưng mà mình cũng nói là mình sẽ bỏ. Sẽ bỏ thôi. Một điều nữa đúng không em? Vâng. Dạ, một điều nữa ạ. Điều nữa thì mình kể về ngày xưa đi nhỉ. Ngày xưa thì mình cũng nói chung là cái thời mà mình chưa chín chắn đó thì mình cũng uống rượu uống đồ cũng có. À. Thế bây giờ là đỡ chưa? Bây giờ là nãy cũng chia sẻ thật là chỉ có bắt buộc thôi chứ còn không bao giờ uống. Là công việc hay một công cái tiệc tùng hay cái gì bắt buộc thôi. Rồi mời anh. Rồi anh đọc đi ạ. Bạn hay kể ra ba bí mật của bản thân mà bạn chưa từng chia sẻ với ai. Đó là cái gì bí mật nha. Mà em ngại mà em chia sẻ với ai. Chứ không phải là em chia sẻ với bố mẹ rồi mà giờ em nấu ăn được. Em hay bị khét. Em kho trứng cũng bị khét, kho hầm thịt cũng bị khét. Em nấu cái gì để em quên là bị khét mà em đâu dám nói ai nấu ra ngại bất cỡ. Rồi còn gì nữa? Còn một cái là em đang cầm điện thoại lên tay, em cứ đi kiếm điện thoại, cầm chìa khóa lên tay đi kiếm chìa khóa, đội cái nón bảo hiểm lên đầu em lại đi kiếm cái nón bảo hiểm. Có nghĩa là hơi đảng trí chút xíu. Đó là không gì không thể cãi giá được. Nhưng mà cái đấy đã chia sẻ với ai chưa? Dạ chưa anh, chưa giờ nói thì với nếu ai. Nếu chia sẻ rồi là phải thêm cái nữa đó. Anh tham quá. Rồi. Thôi qua tới màn hát và đọc thơ mời anh. Thôi anh hát một đoạn đi. Anh hát về quê anh đi. Dạ. Nắng ấm quê hương. Đang anh nhớ nhà đến đó. Quê em một chiều nắng ấm khúc hát yêu thương mây dài theo sóng Thái Bình ơi Thái Bình ai đặt tên cho đất Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn xanh tốt mà trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế. Anh yêu Diêm Điền hàng thủy lao gió mát đưa em đi tắm mát ở bãi biển Đồng Châu. Anh qua con sông sâu đã bắc cầu đưa em về đồng cỏi. Anh thương em anh nói em dệt đôi chiếu hoa cho anh trải giữa nhà mời thầy mẹ sang chơi đáng thưa rồi mời em. Em có thơ để tặng cho anh. À, cuộc đời em vẫn còn gian dở, anh bước vào che chở được không? À, muốn bình yên thì anh lên chùa cầu phúc, còn anh muốn hạnh phúc, anh nắm lấy tay em. Hay quá. Thơ này ở đâu vậy em?
em suy nghĩ à, em tự là 4 câu ngắn gọn xúc tích. À, bây giờ trước khi mà chúng ta đưa ra cái quyết định là có đồng ý bấm nút để mình tìm hiểu nhau, để hẹn hò nhau hay không, thì em mời hai anh chị chúng ta có thể nhìn nhau, nói với nhau cái điều gì đó mình đang suy nghĩ bây giờ, để chúng ta có thể đưa ra một cái quyết định đúng đắn nhất là có hẹn hò với nhau hay không. Mời anh. Lần đầu tiên thì em gặp mặt thì em nhìn vào anh thì em cảm nhận thế nào? Nói thấy anh là một người chia sẻ cũng chân thật. Em cũng hy vọng nếu mình có một cơ hội thì cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. À, em thì cũng cần một vài gia dưỡng chất. Em hy vọng anh như một cái cây em tặng cho. Anh cảm ơn. Lần đầu tiên thì anh gặp em, nói chung là em với anh thì bằng tuổi nhau, nhưng mà anh trông em thì rất là trẻ và xinh đẹp và dễ thương và có giọng, có nụ cười rất dễ thương. Em cảm ơn anh. Thôi chúng mình đến đây với nhau rồi thì dù sao cũng là một cái duyên, thì chúng mình cứ cho nhau một cơ hội để mình tìm hiểu hơn với nhau, để cho nó có vững chắc xa hơn trong cuộc sống như vậy. Rồi, mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Chị nhắm mắt lại nhé, sau khi tường đếm 3 tiếng, nếu đồng ý hẹn hò thì anh chị bấm nút, còn không đồng ý thì anh chị cứ việc lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian ạ. Dạ, mời anh qua đây ạ. Rồi, hai anh chị nắm tay nhau đi ạ. Trước tiên là gửi tặng em gái một món quà của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Gửi tặng hai anh chị đây là những cái vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Kính thưa quý vị, chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay là xin phép tạm dừng tại đây ạ. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ 3, thứ 5 trên kênh YouTube MCV Media.